thôi. Mẹ thấy con ngủ rồi, mẹ tranh thủ mẹ đi chợ mua ít trái cây về cho con ăn này. Con có sao thế? Không thấy mẹ đi tìm mẹ hả? Hả? Con đi tìm mẹ hả? Đây mẹ về rồi. Sao nhá? Mình tí nhá.
từ thôi nhá. Mẹ ốm thì mẹ cảm ơn cô Tít nha, lúc nào cô Tít cũng ở bên chăm sóc mẹ hết á. Con đi tìm mẹ hả Tít? Hả? Con bố dậy con thấy mẹ con đi tìm mẹ hả? Ngon không? Hả? Tinh tố ngon không con? Mẹ lấy táo con ăn đấy nhá. Nhá. Mẹ lấy táo cho con ăn lại nè. Mẹ lấy táo cho con nhá. Ngon không? Ngon không con? Thank you.